ra nhỏ xíu luôn các bạn. Đi 25. Mấy công rồi, sáng giờ nhiêu công rồi? Chụp công chưa? Ngoài công ngon, máy nãy tôi quay bển là máy chiếc 2-3 công, 4 công không à. Đó. Sáng giờ mình quay hai con kia, cái con nào cũng đi ngang qua hết các bạn. Nào kia con nào chạy cũng đấu đi ngang con này, nào biết con này nhanh thôi. Tại mình cũng chưa gặp con này nó chạy sao đây nè. Tốc độ này thì đã giờ mới có quay nó qua đây đồ đã dạt con này năm 2009 hay là 10. Mình không gần gì mấy cái máy này không. Rồi vậy cũng được, ok. Toàn 60 các bạn ơi, đang chấm dầu qua bờ độn Ngã Mương đây, đang cuốc qua bờ các bạn, đây toàn 60 không. Hôm nay mình sẽ quay gặp 60 nha. Rồi 60 này có nắp nắp luôn. 60 này cũ các bạn. Còn chạy dây găng ghê không? Dây găng không chạy gì trơn nữa. Có hút bụi luôn. Ghê, 60 này ghê. Đây, cụ ly dặn đấu nhỏ, ra nhỏ xíu luôn các bạn. Đi, 2 năm. Đây, chiếc mu ly này, máy nào cũng đấu mu ly trơn các bạn ơi. Khoa gì đây, máy này lâu đời, gắn đít rồi các bạn. Mấy công rồi, sáng giờ nhiêu công rồi? Chụp công chưa? Ngoài công ngon, máy nãy tôi quay bển là máy chiếc 2-3 công, 4 công không à. À quay YouTube, quay YouTube, biết tôi YouTube không? Quay YouTube chia lên cho bà con ta coi. Ờ. Đang qua Campuchia luôn. Đang Campuchia luôn hả? Ừ. Đang ở bển. Ừ. Chỉ cho mấy ông này người của mẹ đang qua Campuchia đâu vậy? Ờ. Đây thời trạng qua các bạn, đang cuốc bờ ra. Đây đi cuốc luôn. Đây toàn người dân tộc luôn các bạn ơi. Đây đang cuốc bờ đi qua đây. Rồi, ba bờ xong giờ quay các bạn ơi. Con này cũng cỡ 4-5 công gì, con này dài lắm. Đó. Con này còn mạnh ha. Đến giờ là đuổi gom. Má là vậy cũng dắt giọt lắm đây. Má là dịch khơi còn ngon nè. Rồi đắp sắt luôn, đời này đời đầu nhỏ hơn cái đời lớn nha các bạn. Đắp sắt là đời này cũng ná đời đầu tiên đó, đời này cũng như đời thứ hai các bạn ơi. 60 này là giải 60 này là như là được đời 2, 60 chữ lớn là xong tới 60 chữ nhỏ đắp sắt, rồi mới tới nắp mũ các bạn. Rồi, anh em sẽ cắt các bạn ơi. Sáng giờ mình quay tàn là 60 mà 2-60 chiếc nào cũng ngạt mang nha các bạn. Chiếc này có không đó. Chạy dạt kìa. Chạy ngon nè. Đó, chịu gọn đi ha, cắt tối anh đó. nói chung là nó dơm xa nó hơi mờ, các bạn thông cảm nha. Con này chạy gò nhanh mấy con kia. Cái điện thoại này, cái cây bồ này nó sao sao các bạn ơi. Đó. Mình xài cái bồ cũng chưa quen các bạn. Đây xả dạt. Con này chạy có bộ ngon hới con kia các bạn. Bên kia cũng có vài con giác này cũng ngơ rồi các bạn ơi. Nói chung cái giác này là máy nó cũng ngơ rồi. Ủa, tốc độ này ghê các bạn. Con này nhanh nhất nè, hai con kia không có vé con này rồi. 2,60 rồi, trong kênh mình là không có vé, tại mình quay nãy giờ mình quay sớm về cũng được 2,60 kia. 2,60 này là thứ ba. Bạn coi là nguyên cánh đó là khoảng như chiếc này mà hôm nay cánh này là 4 chiếc, mình 4 chiếc. Giờ đây con 3 con 60, một con mới, con cũ, con này cũ mà có cục có bụi, còn con kia không có, hai con kia không có các bạn. Này chạy nhanh hơn con kia. Sáng giờ mình quay hai con kia, cái con nào cũng đi ngang tan cho các bạn. Nào con kia con nào chạy cũng đấu đi ngang con này, nào biết con này nhanh thôi. Tại mình cũng chưa gặp con này nó chạy sao đây nè. Bộ này nãy giờ mới có quay nó qua đê rồi đã dạt rồi chưa ra ngoài thì chưa sao. Bộ này chạy như bình thường. Chắc ta tới có sập các bạn ơi, lúa này khô gan cứ ngắt ra động những đọc người ta mạng không khô gan ngắt nha. Cái này gom búng ra đều, có lúc không mà búng ra đều quá các anh. Đốt cháy trời, quá im. Đây 60 này chạy hơi còn bén, có cục hút bụi luôn, máy Việt Nam nha. Cục bụi gắn mua vô chứ không có ở đâu có đâu. Quặng cái trời nó bụi ghê các bạn. Chạy vòng này xong này ở đây dân đặt cây cống dây công. Nó khô ra cứng ngắt các bạn, nhìn cái đường gà chạy xong cái đường gà đẹp cực kỳ. Quá đẹp. Đốt cái là gụi luôn, chắc này đốt cháy luôn các bạn. Cái hàm này chết rồi, cái hàm mà lớn hay gì mà cắt nó hơi xước xước lúa các bạn ơi. Bẻ cái mỏ ra nè. Chúng bữa nay là cắt đại thơm không nha, cắt này năm nay bằng lột sọt lúa đại thơm năm 2004, năm 2001 đổ thứ. Mấy năm trước thì mặn giống 1504 không các bạn. Đọc mà. Quán bữa còn năm nay sọt. Bữa nay ít máy rồi, ít không có vui như cái chợ rồi. Chữ nhỏ lắp sắt, con này là đời thứ hai, đời đầu là chữ lớn các bạn. Con này năm 2009 2010 mình không gành gì mấy cái máy này đâu. Rồi vậy cũng được, ok, vậy cũng không đến nỗi nào, quá đạo lắm các bạn ơi, đã lắm nha. Chắc này ở những chỗ kia là dân tộc là chắc này là muốn hết lúa rồi các bạn. Tại vì cái đồng này nó còn cù vài miếng thôi. Đó, chạy các bạn nhìn kìa. Ok chưa? 60 mà chạy tốc độ như thế này là còn không gì bằng. 60 nếu mà còn lại là 60 giữ không nha. Còn nếu mà 60 mà còn lại mà chạy đầu game là 60 dục bỏ luôn đi. Ai đâu mà làm các bạn. Ở 60 thì vô cắt đồng này. Xuống khô, đồng này cứ ngắt khô gan, không mùa nào đúng này đâu. Các bạn mưa dầm mưa dời mưa cỏ này cũng vô luôn cái miếng mấy đồng trái cọc này rồi. Cọc này là những đống cát các bạn ơi. Ở đây là vô nơi ta không xả này, mấy mặn á. Còn không có tới xả. Đây là hôm bữa nay là ngày đại hôm. Thì trên mình ở An Giang ngày nào cắt vô nguyên cánh này là cắt đại hôm, ngày đại hôm. 4 là 504 mà 54 cắt rồi hết rồi. Còn bữa nay đầy thơm, còn trong vài ngày nó còn chưa chín thì mới cắt đầu cắt thôi. Còn là chín cắt rồi chơi này. Quá bụi các bạn. Ồ, đây cũng dữ lắm mà. Cái máy mình nó dơm hơi xa các bạn, nó mờ các bạn thông cảm cho mình nha. Đây là máy này cắt điện tộc bữa nay nói chung là máy các bạn ơi. Cái này dữ rồi. Ghép một vào dài đường là xong. Gớp vúng là đều gan các bạn, ngay đằng gà ngay đằng ấy luôn, không có gớt ấy luôn. Cái này đốt cháy đã luôn, quá đã các bạn ơi. Con này nói chung là con này lông mà bây giờ còn chạy là ngon. Lúc này sắp lấy ra, con này chắc trúng à. Con này 1 cân chắc 16 vào các bạn, nói với 1 cân 16 vào, 16 vào tới 5 kg các bạn. Con này chắc được 50 kg. Có nắp đít rồi bụi nè, rồi giờ con này chạy tốc độ cũng dữ lắm các bạn ơi. Đó cái con đó là cái con bạn các bạn mới lướt qua thôi, đó là 70 lút New Silvia cái tiếng nhà gàng quá đẹp, thì tốc độ ghê lắm các bạn. Con này sập lại gai lỗ nha.